Chào các em. Chào mừng các em đến với bài giảng môn Tin học lớp 8. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài số 8 về lập với số lần chưa biết trước. Cái đầu tiên, chúng ta hãy cùng quan sát cho thầy các cái ví dụ sau. Về ví dụ 1, chúng ta sẽ phải viết một chương trình tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến 100. Đây là một chương trình rất là quen thuộc mà chúng ta đã được làm quen rất nhiều lần ở các cái bài học trước đối với chương trình này chúng ta sẽ phải thực hiện đó là lặp 100 lần và đây là một chương trình mà số lần lặp đã biết trước. Chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh lặp for do. Đối với ví dụ 2 thì chúng ta sẽ phải viết một chương trình nhập vào các số cho đến khi gặp 0 thì dừng lại và tính tổng các số vừa nhập. Vậy với chương trình này thì chúng ta chưa thể biết trước được số lần lặp. Đối với chương trình như vậy thì chúng ta sẽ phải sử dụng câu lệnh như thế nào để viết chương trình. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Thì đầu tiên ta đi vào mục 1 nhỏ, đó là các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước. Vậy những hoạt động như thế nào? những hoạt động lặp với số lần chưa biết trước thì thầy có thể nêu ra cho chúng ta một số các ví dụ để chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên, ví dụ một đó là nam làm bài tập cho đến khi làm xong. Thì đây cũng là một hoạt động lặp với số lần chưa biết trước bởi vì chúng ta chưa biết trước được lúc nào bạn nam sẽ làm bài tập xong đúng không hoặc là tiếp theo đó là cô ấy phải đi bộ như vậy cho đến khi về tới nhà ví dụ tiếp đó là tôi phải là nhập dữ liệu vào máy tính cho đến khi nhập xong vân vân còn rất nhiều các hoạt động tương tự khác thì về nhà chúng ta có thể lấy thêm cho thầy một số ví dụ về những hoạt động như vậy thì đây được gọi là những hoạt động với số lần lặp chưa biết trước tuy nhiên thì các cái hoạt động với số lần lập chưa biết trước này thì đều có các cái điều kiện để kết thúc cái hoạt động lập này lại. Đó là những điều kiện như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua ví dụ 1 trong xe khoa sau đây. Một ngày khác thì Long quyết định cứ 10 phút gọi điện thoại một lần cho Trang cho đến khi nào có người nhấc máy. Thì đây là một hoạt động lập với số lần lập chưa biết trước và cụ thể đây là hoạt động gọi điện thoại đúng không nào? Và chúng ta chưa thể biết trước được rằng là Long sẽ phải gọi điện thoại bao nhiêu lần cho đến khi Trang nhấc máy hoặc là có một người nhấc máy. Vậy thì điều kiện kết thúc hoạt động lặp ở đây đó chính là có người nhấc máy. Hay một ví dụ khác, ví dụ 2 em sẽ học qua. Đó là nếu cộng lần lượt n số tự nhiên đầu tiên, n bằng 1, 2, 3, vân vân Ta được kết quả như sau, đó là T1, tức là tổng 1 sẽ bằng 1, T2 bằng 1 cộng 2, T3 bằng 1 cộng 2 cộng 3, vân vân Và cái tổng này nó sẽ tăng dần và chúng ta cần cộng bao nhiêu số tự nhiên để ta nhận được tổng tn nhỏ nhất lớn hơn 1.000. Thì chúng ta thấy đây là một hoạt động lặp, tức là chúng ta sẽ phải cộng liên tiếp các số tự nhiên, bắt đầu từ 1, 2, 3, vân vân đến một số tự nhiên n nào đó mà yêu cầu của người ta đó là sao cho cái tổng tn phải nhỏ nhất và lớn hơn 1.000. Vậy điều kiện nào thì chúng ta có thể kết thúc được cái hoạt động lập này? Điều kiện ở đây chính là tổng TN nhỏ nhất lớn hơn 1000 thì chúng ta sẽ kết thúc hoạt động lập. Tức là chúng ta sẽ phải cộng đến khi nào mà TN vừa lớn hơn 1000 thì chúng ta sẽ dừng lại. Thế cụ thể chúng ta có thể đi phân tích bài toán như sau. Giả sử ta gọi tổng đó là TN. Vậy TN sẽ bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng vân vân cộng cho đến N. Và số N ở đây là một số bất kỳ mà chúng ta phải tìm. Thì chúng ta cùng quan sát xuống cái bảng bên dưới của thầy. Thì đây là bảng thể hiện các tổng TN qua các cái vòng lọc, vòng lọc đầu tiên gắn TN bằng 1 đúng không nào? Vậy thì tổng T1 sẽ bằng 1 và điều kiện của chúng ta ở đây là TN nhỏ hơn bằng 1.000 vẫn đúng. Tiếp theo vòng lọc số 2, T2 sẽ bằng 1 cộng 2 thì điều kiện TN nhỏ hơn 1.000 vẫn đúng này. Tiếp theo vòng lọc số 3 là T3 bằng 1 cộng 2 cộng 3 thì điều kiện vẫn đúng. Vân vân đúng không nào? cho đến khi nào mà chúng ta thấy rằng là gì nhỉ tổng tên phải lớn hơn một nghìn thì khi này điều kiện sẽ sai và chúng ta sẽ kết thúc được việc tính tổng và khi đó chúng ta sẽ tìm được ra là số n của chúng ta bằng bao nhiêu thì đây chính là cái cách để chúng ta có thể giải cái bài toán này và tìm được ra số n theo yêu cầu của đầu bài vậy thì nếu chúng ta ký hiệu s là tổng cần tìm thì ta sẽ có thuật toán như sau ở bước 1 thì chúng ta sẽ gán S bằng 0 và N bằng 0. Bước 2, chúng ta kiểm tra điều kiện. Nếu tổng S mà nhỏ hơn bằng 1000 thì chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh đó là gắn N bằng N cộng 1. Và ngược lại thì chúng ta sẽ chuyển tới bước 4. Và bước 3 thì chúng ta sẽ gắn tổng S bằng S cộng N và quay lại bước 2. Cuối cùng, bước 4 hãy in kết quả S và N là số tự nhiên nhỏ nhất sao cho tổng S lớn hơn 1000 và chúng ta sẽ kết thúc thuật toán vậy câu hỏi đặt ra ở đây là các hoạt động lập với số lần chưa biết trước phụ thuộc vào cái gì và dừng lại khi nào thì chúng ta có thể diễn tả bài toán như hình mà chúng ta quan sát thấy ở bên dưới ở đây là quan trọng đối với chúng ta đó là điều kiện ở đây chúng ta đặt điều kiện như nào để có thể kết thúc được vòng lặp và điều kiện cụ thể đây ta đặt là s tức là tổng đó nhỏ hơn bằng 1000 khi mà điều kiện vẫn còn đúng thì chúng ta vẫn còn thực hiện hai câu lệnh. Câu lệnh thứ nhất là gắn n bằng n cộng 1 và câu lệnh thứ hai là gắn tổng s bằng s cộng n. Còn nếu điều kiện sai tức là s lớn hơn 1000 rồi thì chúng ta sẽ kết thúc vòng lặp và đưa ra kết quả đúng không nào? Thì đây là cái vòng lặp cụ thể. Trong đó ta biết được rằng là cái mà s nhỏ hơn bằng 1000 đây là điều kiện và cuối cùng bên dưới là câu lệnh. Tiếp theo thì chúng ta cùng sang mục 2 nhỏ về ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước. Thì đầu tiên ví dụ 1 chúng ta có câu lệnh là y a hơn bằng b do a 2 chấm bằng a cộng 1. Trong đó y do là các từ khóa, a hơn bằng b là điều kiện, còn câu lệnh là a 2 chấm bằng a cộng 1. Ví dụ 2 là y a lớn b do begin right a lớn b và a 2 chấm bằng a chỉ 1 end. Ở đây ta thấy là các từ khóa vẫn là Why Do này, điều kiện là A lớn hơn B. Tuy nhiên ở câu lệnh chúng ta sẽ có câu lệnh ghép, bao gồm hai câu lệnh, thứ nhất là câu lệnh write A lớn hơn B và câu lệnh A 2 A 1. Vì đây là câu lệnh ghép nên ta sẽ phải đặt trong cụm từ khóa Begin End. Vậy, cấu trúc câu lệnh lập với số lần chưa biết trước thì nó sẽ có cấu trúc cụ thể. Cụ thể về cú pháp của câu lệnh với số lần lập chưa biết trước thì đó chính là cú pháp như sau là y, điều kiện cho đến do và đến câu lệnh ví dụ một như chúng ta vừa mới tìm hiểu vừa rồi là why này a nhỏ bằng b do a hai chấm a cộng một hoặc là ví dụ hai là why s nhỏ hơn bằng 10 do begin là n bằng n chữ một và s hai chấm bằng s cộng n n thì điều kiện đây thường là một phép so sánh cũng giống như với câu hình lập với số lần viết trước đúng và câu lệnh là một câu lệnh trong bắt can có thể là câu lệnh đơn hoặc câu lệnh ghép. Và chúng ta nhớ lưu ý là câu lệnh ghép thì chúng ta phải đặt trong cụm từ khóa Begin End. Tiếp theo là sơ đồ khối của cái câu lệnh lập với số lần chưa biết trước này. Chúng ta có thể quan sát trên hình. Và hoạt động câu lệnh lập này sẽ hoạt động như sau. Bước 1 nó sẽ kiểm tra cái điều kiện, điều kiện có đúng hay không. Nếu điều kiện đúng thì ở bước 2 chúng ta sẽ thực hiện lệnh lập và quay lại bước 1. Còn nếu điều kiện sai thì nó sẽ bỏ qua các câu lệnh và kết thúc vòng lặp. Ví dụ cho đoạn chương trình là S, đầu tiên ta gán S hay chấm bằng 0. Y, S nhỏ hơn 5 đu S hay chấm bằng S cộng 2. Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên thì tổng S sẽ có giá trị bằng bao nhiêu theo cái câu lệnh lập bây giờ là lập chưa biết trước này. Thì chúng ta sẽ kẻ ra một cái bảng và thể hiện các cái bước lập. Ở bước lập thứ nhất thì S đang bằng 0. Đúng nào? Điều kiện kiểm tra là đúng. Vậy chúng ta sẽ thực hiện S bằng S cộng 2. Khi này S sẽ bằng 2. Ở bằng vòng lọc thứ hai thì S bằng 2 rồi. Đúng nào? Và chúng ta lại kiểm tra điều kiện và điều kiện vẫn đúng. Chúng ta lại thực hiện S bằng S cộng 2. Khi này S bằng 4. Đúng nào? Ở bước 3 hay vòng lọc thứ ba thì chúng ta lại kiểm tra điều kiện. Khi này S bằng 4, điều kiện vẫn đúng thì S lúc này sẽ bằng S cộng 2 và S sẽ bằng 6. Đến vòng lặp số 4 thì chúng ta kiểm tra điều kiện, khi này điều kiện sai và chúng ta sẽ dừng vòng lặp, kết thúc chương trình. Nào. Và tổng S cuối cùng ta tìm được đó là bằng 6, đúng Thế trở lại với ví dụ về tính tổng S lớn hơn 1000 chúng ta cần phải tìm xem N bằng bao nhiêu để có được cái tổng này. Thì thuật toán và chương trình ta phải viết như sau. Bước 1, đối với thuật toán à, khởi tạo S bằng 0 và N bằng 0. Vậy thì tương đương như vậy thì chương trình chúng ta có thể viết hai câu lệnh đó là S 2 bằng 0 và N 2 bằng 0. Rồi chúng ta sẽ gán cho tổng S ban đầu bằng 0 và giá trị biến N ban đầu bằng 0. Bước 2 là nếu S nhỏ hơn là bằng 1.000 thì chúng ta thực hiện tăng N thêm một đơn vị và ngược lại thì chúng ta chuyển tới bước 4. Bước 3 là N sẽ cộng vào tổng S, sau đó chúng ta chuyển về bước 2 thì bên chương trình chúng ta có thể viết đó là y s nhón bằng 1000 to begin n 2.n cộng 1 s 2.s cộng n và n bước 4 chúng ta sẽ in kết quả n là tự nhiên nhỏ nhất sao cho s lớn hơn 1000 và tổng s sau đó chúng ta kết thúc chương trình thì để in kết quả chúng ta có thể sử dụng câu lệnh write Thế cụ thể chúng ta có thể viết một cái chương trình trên webcam dựa trên cái thuật toán mà chúng ta vừa trình bày ở trên như sau. Chúng ta cùng quan sát. Thì đây là cái chương trình hoàn chỉnh mà chúng ta có thể viết trên Pascal. Ta sang ví dụ tiếp theo. Để viết chương trình tính tổng t bằng 1 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng chấm chấm cộng 1 trên 100. Thì đối với bài toán này thì chúng ta có thể sử dụng một trong hai cách. Cách thứ nhất là sử dụng cơ hội lập for do, là cơ hội lập với số lần lập viết trước. Đúng không? hoặc là câu lệnh lập while do các lệnh lập à, với số lần lập chưa biết trước mà chúng ta vừa học thì đối với câu lệnh lập for do thì chúng ta có thể sử dụng như sau đầu tiên ta gắn tổng t bằng 0 này sau đó chúng ta cho biến y là biến đếm chạy từ 1 đến 100 ta gắn t bằng t cộng 1 trên y cuối cùng in tổng t ra màn hình tiếp theo với câu lệnh lập while do thì đầu tiên ta gắn t bằng 0 y chúng ta gắn bằng 1 thì điều kiện ta đặt đó là y nhón bằng 100 và t chúng ta gắn bằng t cộng 1 trên y và y chúng ta gắn bằng y cộng 1 và cuối cùng ta cũng in tổng t ra màn hình thì đây là hai cách mà chúng ta có thể sử dụng để viết chương trình cho cái bài toán vừa rồi thế thì cụ thể chương trình được viết như sau ta có thể quan sát lên màn hình đây là chương trình sử dụng câu lệnh lập với trình lập chưa biết trước chúng ta thấy là khi chúng ta sử dụng câu lệnh ghép thì chúng ta phải đặt trong cụm từ khóa và n. còn đây là chương trình sử dụng câu lệnh lập với số lần lập viết trước Nào. ta chú ý là biến đếm giá trị đầu chúng ta đạt bằng một còn giá trị cuối chúng ta đạt bằng 100 trăm Các cùng sau mục ba nhỏ là lập vô hạn và lỗi lập trình gần tránh thì chúng ta lưu ý là khi chúng ta viết chương trình với câu lệnh lập thì điều kiện phải được thay đổi để chương trình không gặp lỗi lập vô hạn và đây là một cái lưu ý rất quan trọng để tránh việc chúng ta viết ra các cái chương trình mà nó sẽ bị lặp vô hạn và không thể dừng chương trình được. Thế vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu bài số 8 lặp với số lần lặp chưa biết trước. Thế qua bài này chúng ta cần phải ghi nhớ cho thầy một số điểm như sau. Thứ nhất là các hoạt động lặp với số lần lặp chưa biết trước phụ thuộc vào một điều kiện cụ thể và chỉ dừng lại khi điều kiện đó sai. Và đây cũng là một cái lưu ý rất quan trọng để chúng ta có thể viết được các chương trình với các cái câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết trước và trong bắt can thì câu lệnh lập với phần lập chưa biết trước có cái dạng như sau đầu tiên là hai từ khóa là why do đến là điều kiện và câu lệnh Nào. thế về nhà chúng ta cần phải thực hiện cho thầy một số yêu cầu như sau đầu tiên là chúng ta sẽ phải làm các bài tập về nhà mà thầy sẽ gửi trên nhóm zalo tiếp theo là chúng ta sẽ tìm cho thầy một số các cái ví dụ về các hoạt động lập với phần lập chưa biết trước này và chúng ta có thể thực hành viết các chương trình trong bài ngày hôm nay trên bắt can nếu chúng ta có máy tính ở nhà. Và chúng ta xem trước thầy nội dung bài thực hành số 6 là sử dụng câu lệnh lập quay đu. Thế bài giảng của chúng ta kết thúc tại đây. Chúc các em có thật nhiều sức khỏe để có thể học tập thật tốt trong cái thời gian này. Và xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài giảng lần sau.